Trinh Trinh bị chửi giật chồng đào mỏ khi làm vợ ba của Kim Tử Long xem tình cũ của chồng như bạn. Chấp nhận đến với một người từng trải qua đổ vỡ hôn nhân như nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ Trinh Trinh không chỉ đối mặt với việc xây dựng gia đình riêng của mình, mà còn phải có cách cư xử phù hợp với con riêng của anh, phải đối diện với lời ra tiếng vào từ khán giả. Trinh Trinh là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng người Việt Nam, cô thuộc thế hệ đời thứ năm của một dòng tộc bao đời gìn giữ bộ môn nghệ thuật cổ truyền cải lương hồ quảng. Cô là con ruột của nghệ sĩ Xuân Yến, Hữu Cành, cháu nội hai bậc thầy làng Tuồng Cổ, Minh Tơ, Bảy Sự, cháu ruột nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và chị họ của nghệ sĩ ưu tú Quế Trân. Trinh Trinh có cơ hội biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp từ năm 11 tuổi và nắm giữ rất nhiều giải thưởng lớn. Không chỉ được đánh giá là một nghệ sĩ tài năng, yêu nghề, Trinh Trinh còn sở hữu nhan sắc đầy nổi bật. Vì cuộc sống mưu sinh, cô phải tự mình bươn trải, gánh vác mọi thứ để phụ giúp gia đình. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gian nan, trong cuộc đời. Nhưng nữ nghệ sĩ vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp cải lương như ba mẹ mình, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, duyên dáng và nữ tính, tính cách dễ thương cùng tài năng diễn xuất tự nhiên, Trinh Trinh hoàn thành xuất sắc các vai diễn trên sân khấu, từ đào chánh đến đào võ. Trinh Trinh bị tố giật chồng khi trở thành vợ thứ ba của nghệ sĩ Kim Tử Long. Trinh Trinh còn được nhiều người biết đến là người vợ thứ ba của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Cả hai kết hôn hơn 10 năm nay và có với nhau hai cậu con trai cáo khỉnh. Trước đó, trong một talk show, nữ nghệ sĩ lần đầu tiên thừa nhận chị gặp nhiều trở ngại khi kết hôn cùng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Không chỉ vì anh từng có hai đời vợ và ba đứa con gái riêng, mà còn vì khoảng cách tuổi đời, tuổi nghề giữa hai người quá lớn. Và chị luôn gọi Kim Tử Long là chú. Nhưng mối tình nhiều trắc trở giữa Kim Tử Long và Trinh Trinh không phải chỉ vì khoảng cách tuổi tác, nam nghệ sĩ lúc bấy giờ vốn mang danh đào hoa, sau khi chia tay với người vợ thứ hai, anh bắt đầu theo đuổi Trinh Trinh khiến chị lo sợ anh đang đùa giỡn với mình. Bản thân tôi chứng kiến rất nhiều mối tình của anh Long và tôi xem mọi thứ rất bình thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó tôi và anh ấy thành đôi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến một lúc nào đó tôi và anh ấy sẽ thành đôi, giống như giấc mơ vậy khi anh long chính thức nói chuyện với gia đình tôi kể với tôi về quá khứ của anh lúc đó tôi mới dám xác nhận đó là tình yêu thực sự và anh ấy dành cho tôi trinh trinh chia sẻ nhưng khi họ bắt đầu mở lòng đón nhận đối phương thì cũng là lúc phải vượt qua nhiều thử thách trong gai từ phía bên ngoài trinh trinh tiết lộ từng có rất nhiều người nhắn tin đặc danh mắng chửi chị giật chồng nhiều người còn cho rằng chị đào mò chỉ vì nhà quá nghèo nhưng họ không biết rằng sau khi đổ vỡ cùng người vợ thứ hai, Kim Tử Long không có gì trong tay cả. Thời điểm đó, Trinh Trinh và Kim Tử Long mới dần dần vun đắp cho đến tận bây giờ. Vì vậy, nữ nghệ sĩ không quan tâm nhiều đến những người xa lạ dèm pha mình. Nhưng những người bạn thân quen xung quanh cũng không hoàn toàn ủng hộ. Họ lo lắng cho nữ nghệ sĩ, sợ chị gặp cãi đồ đến với giọng ca tình anh bán chiều. Cuộc sống mẹ kế con chồng của nghệ sĩ Trinh Trinh. Vượt qua những rào cản bên ngoài, Trinh Trinh lại phải đối mặt với cuộc sống mẹ kế con chồng, vốn được người đời xem chẳng mấy thuận hòa. Đặc biệt, khi con gái lớn của Kim Tử Long chỉ cách nữ nghệ sĩ 11 tuổi và nghe rất nhiều lời đồn đại chẳng hay về mẹ kế tương lai. Lúc bấy giờ, Trinh Trinh chọn cách đối diện với những tin đồn, trò chuyện và giải thích cho con gái riêng hiểu về mình. Nữ nghệ sĩ tâm niệm khi đến với Kim Tử Long, chị thương chồng thì phải thương cả con của chồng, vì anh đang cần một người phụ nữ để lo cho các con của mình không chỉ luôn quan tâm các con, tế nhị khi góp ý với chúng. Trinh Trinh còn luôn đặt bản thân vào vị trí của các con, xem chúng như những người bạn có thể tâm sự và chia sẻ. Đáp lại sự chân thành của giọng ca sinh năm 1977 là sự đón nhận của ba người con riêng dành cho chị. Khi các cháu ngày một lớn thì suy nghĩ của chúng cũng khác đi, nên để giữ mối quan hệ mẹ kế con chồng luôn hòa thuận, vui vẻ thì điều quan trọng nhất là sự tôn trọng lẫn nhau, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Không chỉ được con riêng của chồng yêu quý, Trinh Trinh còn có mối quan hệ rất tốt với hai người vợ cũ của chồng. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, đi ăn cùng nhau và gửi gắm việc chăm sóc con cái. Trinh Trinh còn đặc biệt tiết lộ, Kim Tử Long bên ngoài là người đàn ông nhẹ nhàng, dễ gây tình cảm với người đối diện. Nhưng ở nhà anh lại là một người khó tính, đặc biệt là trong nghệ thuật. Nhiều lúc bị ông xã la, mà chị chỉ biết đứng khóc trên sân khấu. Không chỉ trong nghệ thuật, Bây giờ ở nhà anh ấy cũng rất nóng tính, hay quặn mắng. Hồi xưa anh ấy dễ bao nhiêu thì bây giờ càng lớn càng khó. Thậm chí anh ấy cũng tự thú nhận rằng bản thân bây giờ đã thay đổi rồi. Trinh Trinh chất lộ. Đến thời điểm hiện tại, Kim Tử Long, Trinh Trinh vẫn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khán giả cũng chờ đợi cả hai sẽ có được một hôn lễ chính thức. Được biết, sau nhiều năm lui về làm hậu phương cho ông xã Kim Tử Long, nghệ sĩ Cải Lương Trinh Trinh mới đây đã nhận lời làm huấn luyện viên chương trình về Cải Lương. Cô cho biết, ban tổ chức trước đó ngỏ lời vài lần nhưng cô đều từ chối. Nghệ sĩ từng làm huấn luyện viên ẩn danh cho một số chương trình nhưng chưa bao giờ dám bước ra ánh sáng với vai trò ngồi ghế nóng. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long là người động viên cô nên thử sức để có thêm trải nghiệm, đồng thời mang đến kiến thức cho các tài năng trẻ. Biết bà xã còn nhiều e ngại, Kim Tử Long sẵn sàng trở thành hậu phương cho cô, nghệ sĩ có mặt tại tất cả các buổi tập luyện của chương trình để đưa đón chăm sóc bà xã không chỉ động viên tinh thần Kim Tử Long còn hỗ trợ bà xã hướng dẫn thí sinh so với bạn đời anh là người có nhiều kinh nghiệm hơn tại các game show truyền hình có anh Long tôi cảm thấy vững vàng yên tâm hơn anh thường quan sát và góp ý cho tôi từng chút nếu không hiểu điều gì tôi cũng có thể tìm anh để được chỉ dẫn với tôi anh Kim Tử Long không chỉ là người bạn đời mà còn là người anh người thầy dạy cho mình cách sống cách làm nghệ thuật truyền trình cho biết